bánh tráng khô gà nè hai đứa ơi. Mời các bạn ăn bánh tráng khô gà với bạn Chi và bạn Chi nha. Ngon nào? Ngon. Hết nước chấm rồi. Hết nước chấm. Hôm nay là mình làm cho hai bạn ấy một cái nồi bánh tráng khô gà với lại nước sốt me thôi nha các bạn. Nên là không có cay. Bạn Chi ăn được nên bạn Chi khen ngon. Bạn Chi và bạn Chi ăn quá trời ăn luôn các bạn ơi. Chi nhai miếng nhỏ đi con, nhai được không? Miếng to có nhai được không? Được. Được luôn. Không ăn, không ăn khô gà không 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 cay đâu xin ạ. Khô gà ngon nó không cay đâu. Ngon. Ngon. Bánh. Bánh bánh tráng. Bánh bánh tráng. Cái đó là hành phi. Hành phi. Hành phi hay tỏi phi đấy. Phương ăn là Phương. Không ăn hả? Em ăn hết giờ đấy. Ăn bánh tàu. Nguyên nồi đi. Nguyên nồi luôn. Này ăn nguyên nồi bánh tráng luôn. Quá trời ngon, rất là đẹp. Rất ngon. Thèm nhằn. Ngon. Không cay mấy là ngon. Cay quá thì không ngon. Ăn bánh tráng rồi bán nữa luôn. Các bạn ăn ngon miệng quá các bạn ơi. Thôi video mình kết thúc tại đây thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Bye bye các bạn nha.